Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách soạn thảo một câu nghi vấn, tức là một câu hỏi. The Frage sind có nghĩa là câu nghi vấn hoặc là câu hỏi. Như chúng ta cũng biết, câu hỏi thông thường có hai dạng, câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Câu hỏi mở là khi bạn dùng một từ hỏi và bạn muốn biết nhiều thông tin về câu trả lời. Ví dụ như khi nào, ở đâu, cái nào, như thế nào. Còn câu hỏi đóng là câu hỏi có câu trả lời là có hoặc không. Ví dụ bạn có đói bụng không? Không. Trước tiên hãy điểm qua phần câu hỏi mở. Đối với câu hỏi mở, cấu trúc của câu bắt đầu bằng một từ hỏi hoặc là từ nghi vấn. Tiếp theo là động từ trong câu. Theo sau đó là chủ ngữ và cuối cùng là các phần còn lại của câu. Ví dụ: We, Ben, yeah. We là từ dùng để hỏi, có nghĩa là ai. Ben là động từ của câu được chia theo chủ ngữ yeah, có nghĩa là bạn. We Ben yeah. We Ben yeah. Bạn là ai? War, war, won, yeah. War, won, yeah. War là từ dùng để hỏi ở đâu. Won là động từ sống, được chia theo chủ ngữ yeah, cho nên được chia ở số ít. Bởi vì động từ đứng trước yeah, cho nên bỏ t đi. War, won, yeah. Bạn sống ở đâu? Welke dag is het vandaag? Welke dag is het vandaag? Hôm nay là thứ mấy? Welke dag có nghĩa là thứ mấy? Động từ is được chia theo chủ ngữ het. Vandaag là phần còn lại của câu. Hôm nay là thứ mấy? Waarom ben je in Nederland? Waarom ben je in Nederland? Waarom là từ dùng để hỏi. Ben là động từ được chia theo chủ ngữ je, cho nên chia ở số ít. Do đứng trước chủ ngữ je, cho nên bỏ t đi. In Nederland là phần còn lại của câu. Ở Hà Lan. Như vậy, Waarom ben je in Nederland? Tại sao bạn lại ở Hà Lan? Hoặc tại sao bạn lại sang Hà Lan? Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những từ dùng để hỏi thường xuyên xuất hiện trong tiếng Hà Lan. Fragworden, từ dùng để hỏi. Đầu tiên, wie, wie, ai. Wie ben je, từ dùng để hỏi. Ben, tiếp theo là động từ, chủ ngữ je. Bạn là ai? Ik ben Kathy. Ik là chủ ngữ. Ben được chia theo chủ ngữ ik. Kathy là phần còn lại của câu. Tôi là Kathy. Nếu các bạn nào chưa nắm vững phần cấu trúc câu khẳng định thì các bạn có thể coi lại bài số 3 về cách soạn câu đơn, câu khẳng định và câu đảo ngữ. Từ thứ hai, what. What có nghĩa là gì? What is it? What is it? Đây là cái gì? Trong trường hợp này, đây là món gì? This is a typical gerecht uit mijn eigen land. This is a typical gerecht uit mijn eigen land. This is. Đây là. A typical gerecht là một món ăn đặc trưng. Uit mijn eigen land. Từ đất nước của tôi. Như vậy, đây là món ăn đặc trưng của đất nước tôi. Từ tiếp theo chúng ta có waar. Waar, ở đâu? Waar woon je? Waar woon je? Waar, từ dùng để hỏi. Theo sau đó là động từ woon, được chia theo chủ ngữ là je, cho nên chia số ít. Bởi vì won đứng trước je, cho nên ta bỏ t đi.
Waar woon je? Bạn sống ở đâu? Ik woon dichtbij het centrum. Ik woon dichtbij het centrum. Chủ ngữ ik là tôi, woon động từ sống. Dichtbij có nghĩa là gần. Het centrum, trung tâm. Tôi sống gần trung tâm. Từ tiếp theo chúng ta có wanneer. Wanneer, khi nào? Wanneer begint de les? Wanneer begint de les? Câu bắt đầu bằng từ để hỏi wanneer, khi nào? Tiếp theo đó là động từ begint, bắt nguồn từ động từ nguyên mẫu beginnen. Theo sau đó là chủ ngữ de les, có nghĩa là bài học hoặc là lớp học. Do de les ở số ít cho nên động từ begint được chia ở số ít thêm t. Wanneer begint de les? Khi nào thì lớp học bắt đầu? De les begint om 11 uur. De les begint om 11 uur. Lớp học bắt đầu lúc 11 giờ. Who? Như thế nào? Who is it? Who is it? Câu bắt đầu bằng từ để hỏi who. Tiếp theo đó là động từ. Chủ ngữ het. Chủ ngữ số ít cho nên động từ được chia là is. Who is het? Dạo này thế nào rồi? Hoặc là dạo này có khỏe không? Tùy vào tình huống. Goed. Goed. Tốt hoặc là khỏe. Từ tiếp theo chúng ta có welker. Welker. Cái nào? Nó tương đương với từ which ở trong tiếng Anh. Welke taal spreekt u? Welke taal spreekt u? Welke taal có nghĩa là ngôn ngữ nào, tiếng nào. Spreekt bắt nguồn từ động từ nguyên mẫu spreken, được chia theo chủ ngữ là u, cho nên thêm t. Chú ý, trong câu này chủ ngữ là u có nghĩa là từ bạn, nhưng mà từ trang trọng, có nghĩa hoặc là mình đang nói chuyện với khách hàng, hoặc là đang nói chuyện với người lớn tuổi hoặc những nhân vật quan trọng. Cho nên mình tạm dịch trong trường hợp này là ông bà nói tiếng gì? Ik spreek Vietnamese, Engels and Netherlands. Ik spreek Vietnamese, Engels and Netherlands. Tôi nói tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hà Lan. Một lần nữa chúng ta có từ wanneer, khi nào. Hãy lấy một ví dụ khác. Wanneer gaan jullie op vakantie? Wanneer gaan jullie op vakantie? Từ để hỏi wanneer đứng đầu câu. Tiếp theo đó là động từ ở vị trí số 2, gaan, đi. Chủ ngữ của câu là jullie, các bạn. Phần còn lại op vakantie, đi nghỉ mát. Như vậy, khi nào thì các bạn đi nghỉ mát? Hoặc là khi nào thì các bạn có kỳ nghỉ? Wij gaan in mei op vakantie. Wij gaan in mei op vakantie. Chúng tôi sẽ đi nghỉ vào tháng 5. Tiếp theo chúng ta có từ waarom. Waarom? Tại sao? Waarom ben je in Nederland? Waarom ben je in Netherlands? Câu bắt đầu bằng từ đều hỏi waarom. Tiếp theo đó là động từ ben. Chủ ngữ je. Do ben đứng trước chủ ngữ cho nên không có t. Phần còn lại của câu in Netherlands. Tại sao bạn lại sang Hà Lan? Hoặc lý do gì mà bạn lại ở Hà Lan? Omdat mijn man hier woont. Omdat mijn man hier woont. Omdat là từ để trả lời, bởi vì. Mijn man có nghĩa là ông xã của tôi. Hier là ở đây. Woont có nghĩa là động từ, sống. Chúng ta sẽ học cấu trúc omdat trong các bài học sau. Câu này đại loại muốn nói là bởi vì ông xã của tôi sống ở đây.
chúng ta sẽ chuyển sang học phần câu hỏi đóng. Geschlossen Frage. Geschlossen Frage. Một cấu trúc của câu khẳng định bình thường bắt đầu bằng chủ ngữ, tiếp theo đó là động từ, và sau đó là phần còn lại của câu. Nhưng đối với câu hỏi đóng, chúng ta chuyển phần động từ lên phía trước chủ ngữ. Như vậy chúng ta có cấu trúc câu hỏi đóng như sau. Thứ nhất là động từ trong câu, thứ hai là chủ ngữ, và cuối cùng là phần còn lại của câu. Ví dụ: Wohn je in het centrum. Wohn je in het centrum. Wohn là động từ để sống, je chủ ngữ là bạn, in het centrum là ở trung tâm. Bạn sống ở trung tâm phải không? Câu thứ hai: Mag ich hier sitten? Mag ich hier sitten? Trong câu này có hai động từ là từ mag và từ sitten. Chúng ta sẽ học về cấu trúc động từ đặc biệt ở các bài sau. Nhưng động từ thứ nhất trong câu này, mag, đứng ở đầu câu. Tiếp theo đó là chủ ngữ ich. Phần còn lại trong câu là hier sitten. Mag ich hier sitten? Tôi có thể ngồi đây được không? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Tất nhiên là được rồi. Nee, sorry. Dieser Stuhl ist besetzt. Nee, sorry. Dieser Stuhl ist besetzt. Có nghĩa là xin lỗi, không được. Dieser Stuhl có nghĩa là chiếc ghế này. Ist besetzt có nghĩa là đã có người ngồi rồi. Xin lỗi, không được. Ghế này đã có người ngồi rồi. Câu thứ hai: Sollen wir Kaffee gaan trinken? Động từ trong câu sollen cũng là động từ đặc biệt. Chủ ngữ của câu wir, chúng tôi. Phần còn lại của câu Kaffee gaan trinken. Đi uống cà phê. Trinken là uống, gaan là đi. Như vậy, chúng ta đi uống cà phê nhé. Ja, lecker. Bạn nói ja, lecker trong trường hợp bạn đồng ý, thể hiện sự náo nức là bạn cũng thích đi uống cà phê. Hoặc là nee, sorry, misschien andere keer. Nee, sorry, misschien andere keer. Xin lỗi, không được rồi, để lần sau nhé. Một ví dụ khác: Wohn je in het centrum? Động từ của câu wohn, chủ ngữ je, phần còn lại in het centrum. Wohn je in het centrum? Bạn sống ở trung tâm à? Ja, ich wohn erg mit een vriendin. Ja, ich wohn erg mit een vriendin. Ich wohn erg có nghĩa là tôi sống ở đó. Mit với een vriendin có nghĩa là một người bạn, nhưng mà giới tính là nữ. Còn một người bạn giới tính là nam là een vriend. Đúng rồi, tôi ở chung với một người bạn. Như vậy chúng ta đã học qua cấu trúc của câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành một số mẫu câu để có thể ghi nhớ cấu trúc này nhé. 1. War je wohn? War là từ để hỏi ở đâu. Je chủ ngữ của câu, bạn. Wohn sống. Như vậy theo cấu trúc của câu hỏi mở thì câu hỏi sẽ bắt đầu bằng từ để hỏi war, sau đó là động từ, và tiếp theo đó là chủ ngữ. War wohn je? War wohn je? Bạn sống ở đâu? Tiếp theo, welke dag vandaag is het? Welke dag là từ dùng để hỏi thứ mấy. Vandaag là hôm nay. Is là động từ trong câu. Het là chủ ngữ. Theo cấu trúc của câu hỏi mở, chúng ta có câu như sau. Welke dag is het vandaag?
Welke dag is het vandaag? Câu hỏi sẽ bắt đầu bằng từ để hỏi Welke dag? Tiếp theo đó là động từ is. Theo sau là chủ ngữ het và phần còn lại của câu là vandaag. Hôm nay là thứ mấy? Câu số 3. Hoe oud hij is? Hoe oud là từ dùng để hỏi là bao nhiêu tuổi. Hij, anh ấy. Is là động từ. Như vậy, theo cấu trúc câu hỏi mở, chúng ta có Who out is hay? Who out is hay? Câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi who out, tiếp theo sau là động từ is, được chia theo chủ ngữ hay. Theo sau, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? Câu số 4. Who je heet? Who có nghĩa là từ dùng để hỏi như thế nào. Je có nghĩa là chủ ngữ bạn. Heet có nghĩa là bạn được gọi như thế nào. Thông thường là dùng để hỏi tên. Theo cấu trúc của câu hỏi mở, chúng ta có Who heet je? Who heet je? Câu hỏi bắt đầu bằng từ dùng để hỏi who. Tiếp theo đó là động từ heet. Và cuối cùng là chủ ngữ je. Who heet je? Bạn tên gì? 5. Wanneer jullie naar Vietnam gaan? Wanneer, từ dùng để hỏi khi nào. Jullie là chủ từ, có nghĩa là các bạn. Naar Vietnam, đi Việt Nam. Gaan là động từ đi. Như vậy, theo cấu trúc của câu hỏi mở, chúng ta có câu hành chính như sau. Wanneer gaan jullie naar Vietnam? Wanneer gaan jullie naar Vietnam? Câu bắt đầu bằng từ dùng để hỏi wanneer, tiếp theo đó là động từ gaan. Theo sau là chủ ngữ jullie và phần còn lại của câu là naar Vietnam. Khi nào thì các bạn đi Việt Nam? Câu 6. Wanneer les heb je? Wanneer, từ dùng để hỏi khi nào. Les có nghĩa là bài học. Heb, động từ. Je, chủ ngữ trong câu. Như vậy, theo cấu trúc của câu hỏi mở, chúng ta có câu hành chính. Wanneer heb je les? Wanneer heb je les? Câu hỏi bắt đầu bằng từ dùng để hỏi wanneer. Tiếp theo đó là động từ heb. Chủ ngữ je và phần còn lại là les. Wanneer heb je les? Khi nào thì bạn có giờ học hoặc là lớp học? Câu số 7. Mag ik vragen? Ik. Mag là động từ đặc biệt, bắt nguồn từ động từ mogen. Ik vragen có nghĩa là hỏi một cái gì đó. Vragen là động từ hỏi. Ik chủ ngữ tôi. Như vậy, theo cấu trúc của câu hỏi đóng, chúng ta có câu hỏi Mag ik is vragen? Mag ik is vragen? Câu hỏi bắt đầu bằng động từ trong câu mag, tiếp theo đó là chủ ngữ ik. Phần còn lại cuối câu là is vragen. Mag ik is vragen? Tôi có thể hỏi cái này một chút được không? 8. Waar je man werkt? Waar là từ dùng để hỏi ở đâu. Je man có nghĩa là ông xã của bạn. Werkt có nghĩa là làm việc, bắt nguồn từ động từ nguyên mẫu werken. Như vậy, theo cấu trúc của câu hỏi mở, chúng ta có câu hành chính Waar werkt je man? Waar werkt je man? Câu bắt đầu bằng từ dùng để hỏi waar, tiếp theo đó là động từ trong câu werkt, chủ ngữ je man. Chú ý, động từ trong câu này werkt vẫn được giữ lại t, bởi vì chủ ngữ trong câu này là je man, ông xã của bạn chứ không phải là bạn. Chừng nào waar werkt je, chủ ngữ trong câu là je, bạn, thì bạn mới bỏ t.
Còn trong câu này chủ ngữ là jemand, ông xã của bạn, cho nên động từ werkt vẫn giữ lại t. Ông xã của bạn làm việc ở đâu? Câu 9. Willen en kopje koffie jullie. Willen là động từ đặc biệt, có nghĩa là muốn. En kopje koffie có nghĩa là một tách cà phê. Jullie là chủ ngữ, các bạn. Như vậy, theo cấu trúc của câu hỏi đóng, chúng ta có câu hoàn chỉnh. Willen jullie en kopje koffie? Willen jullie een kopje koffie? Câu hỏi bắt đầu bằng động từ trong câu willen. Tiếp theo đó là chủ ngữ jullie. Tiếp theo đó là phần còn lại của câu een kopje koffie. Các bạn có muốn một tách cà phê không? Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài học cách đặt câu đơn, câu nghi vấn. Hy vọng xong bài học này, các bạn đã biết cách đặt câu hỏi đóng, câu hỏi mở, và đặt các cụm từ trong câu sao cho đúng. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học về câu phủ định, cách dùng của ba từ ne, geen và niet, bởi vì cả ba từ này đều có nghĩa là không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Tot de volgende keer! Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn thì hãy nhớ bấm nút like video nhé! Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!